Ở giai đoạn đầu tiên á, em vẫn luôn là cái người kiều trên. Nhưng mà trong cái quá trình yêu á, em muốn em là kiều dưới. Xin chào mọi người, biệt danh của mình là Khánh Ngô Đang Niền Rang. Cái điều đầu tiên để mình có một cái người yêu, có một cái tình yêu á, là phải vui. Nếu mà không vui thì em không yêu được. Mà nhất chỉ làm mà nhá, không bao giờ hứa. Không bao giờ có lời hứa, bất cứ lời hứa nào trong chuyện tình yêu cả. Đối với em là sự im lặng là cái thao túng tâm lý ghê gớm nhất và tạo cho bạn đó cảm giác lúc nào cũng lo sợ. Còn em thì là em lấy cái sai lầm quá khứ của người ta ra em nói liên tục. Câu chuyện nào em cũng nói. Với lại cái... Chợt nhận ra một cái điều á, tần suất là cái điều mà rất là quan trọng. Cả cuộc đời đi, không lẽ mình không bao giờ làm những cái điều như vậy? Không thể nào. Vậy thì tại sao họ thật sự muốn trở thành một gaslighter? Nó đem lại lợi ích gì cho họ? Thì cái nãy trong đầu em đầu tiên nó vẫn là làm chủ. Em nghĩ thì Nhã là một người không có đủ cái sức mạnh, cái kiến thức. Thì Nhã phải dùng một cái chiêu thức để thao túng bạn đó. Bạn nói bạn là một gaslighter. Are you sure? Có chắc bạn là gaslighter hay là bạn đó mới là gaslighter và mình đang lọt vào một cái game của bạn? Hai cái đặc điểm của người thao túng đó là thứ nhất, họ có khả năng giao tiếp rất là tốt. Và cái điểm thứ hai, một trong những cái năng lực của người thao túng tâm lý á, là họ phải đẹp trai hay đẹp gái nữa. Tại vì thường họ sẽ tạo cho người kia cảm giác là họ đang ở trong một cái mối quan hệ giống là thần tiên trong phim vậy đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về câu chuyện Gaslight, yêu kiểu đổi thừa,